Rồi, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Hàm Ta Con sẽ dẫn cả nhà cách đi quật chai lọ ở Nhật mà mình có thể kiếm được tiền nhé. Ở đây là một cái siêu thị ở gần chỗ nhà mình mọi người ạ. Đây là cái máy tự động, nó thu các loại ống nhựa và loại ống Arumi. Nó là ống nhôm mọi người, ống nhôm nhé. Trước khi mà mình muốn đút được vào ở đây thì mình phải đăng ký cái thẻ ở cái siêu thị này nha mọi người. Siêu thị ở chỗ mình là cái siêu thị ở Maruto. Bây giờ thì mình sẽ chỉ mọi người cách đút vào để được tiền nhé. Đó, một cái ống này mình sẽ được khoảng tầm 0.2 Boeing tội. Đó, hết cự Boeing tội thì mình sẽ được 100 yên. Đó, mình sẽ chỉ mọi người nhé. Đó, cái cado này nó có cái mã vạch ở đằng sau đó. Ở chỗ này thì nó có cái check mã vạch này. Đó, mình chỉ cần tiếp vào đây. Thì nó sẽ hiện là mình đã chấp nhận thẻ nhá. Đấy, giờ bạn mình sẽ nhét vào cho mọi người xem nhé. Nhét vào đây. Đó, nó hút vào trong cái ống này mọi người. Đó, nó sẽ đè bẹp vào trong luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cả nhà cách bên ống nhựa nhé. Đó, đầu tiên mình sẽ phải check cái mã vạch ở đây này. Đó, nó đã chấp nhận rồi nhá. Rồi, bạn mình sẽ quật vào cho ba nhé. Nhé. Khi mà mình quật ống thì mình sẽ phải để nguyên ống như thế này, mình không được bóp méo và làm biến dạng hình ống nha mọi người nhá. Đó. Và mình sẽ phải tháo nắp ra. Rồi, thì rút ra mình phải rút từ đằng đuôi nó vào nha mọi người. Mình rút ngược ra vào nó không nhận được. Chặt tự lắm. Đấy, giờ mình sẽ thử rút ngược cho mọi người xem nhé. Rút ngược nhé. Đó, mọi người nhìn này, không thể chấp nhận này, không chấp nhận luôn à. Đó. Bây giờ, đó, xong rồi mọi người, mình sẽ phải bấm nút màu xanh này báo hiệu là đã kết thúc cho mọi người. Đó là các loại mà không thể dùng được này, các loại ống mà có nắp này, đó, không phải là ống chai nước ngọt. Và khi mình ấy thì mình phải bóc bỏ cái nhãn hiệu của nhà sản xuất đi nha mọi người nhá. Đó, và những cái nắp như mọi người thì mình sẽ phải tháo bỏ ra và mình sẽ quật vào giếng ở đấy nha mọi người. Đó, rồi con quật vào đi. Rồi, sau khi hai bà con quật chai lọ xong ấy thì giờ hai bà con sẽ vào và mua một chút đồ ăn và mình sẽ quay siêu thị ở Nhật cho mọi người xem nhá. Mình kêu đói rồi này. Rồi đi thôi. Rồi con mini đi. Xịt xịt. Oh. Đây là Tết đấy mọi người. Kiểu Tết người ta trang trí ở trên bàn thờ. Cái này là Nhật. Hôm nay con 20. Ở Nhật người ta trang trí Tết đấy. Người ta trang trí kiểu cái mochi này. Đây là cái mochi. Rồi, đang là mua rau rồi mọi người. Đó sao nào? Để con cứ ăn thôi mà. Con cứ gấu kia. Con gấu đấy. Ừ. Để cho đi rồi ba. Có gì nữa? Có cái gì đấy? Cái quả như cái quả. À, quả này là quả cái quất à? Quất. Quất nhỏ. Ba. Cái gì đấy? À, quả này là quả kiwi à? Kiwi. Quả không à? Ba, kiwi này ngon rất nhiều quá. Nhiều hoa quả đủ mix các bạn, có tầm 700 miếng và tầm 140. Bên đây là các loại táo. Đó. Táo to chưa? Đó cho xem nào, to chưa? To. Ui dồi, quả to nha. Ba chú ta quá ba.
dưới to nữa. Đi. Năn này. Cà rốt. Cà rốt cho năn. Ừ, cà rốt. Bạn nhìn mở cái nên đi. Rồi đi thôi. À bên này là xúc xích này. À xúc xích. Ờ xúc xích rồi. Đi nè. À xúc xích ở Nhật này. Bán đồ giảm giá mọi người, đó những cái đồ giảm giá người ta sẽ để riêng ở đây này, đó. Đây là đĩa này, quầy này là quầy cá này, sashimi này, đây đi bạn, đây bên này bên này, rồi nhìn đây đây này, sashimi này, wow, chưa ăn được không ba? Rồi đi thôi. À cái này là sữa này. Đấy các loại sữa ở Nhật này. Ồ Mickey. Ồ Mickey. Đấy. Ngồi đây cho Mín nha. Ồ đi rồi đi rồi ạ. Hử? Thấy quả cái này hả? Ba quả. Đây là các loại hoa quả. Nước hoa quả. Đây nè. Nước dầu các kiểu mọi người uống rất là tốt. Đây này. Ồ. Cái này đây đây nè. Ồ cái này là cái kem này. Ăn nào, ăn kem này không? Có chứ. Rồi, kem này ngon quá này. Wow. À, bên này là các loại đồ ăn này. Đó. Mày biết ăn này nữa. Mày biết ăn. Mày biết ăn nữa ba ơi. Rồi, đi đây, đi đây. Các loại đồ chiên rán này. Ừ. Ừ. Đây. Chỗ này là các loại rau sữa. Siêu thị này thì chỗ mình thì nó cũng hơi nhỏ. Nhưng mà có đầy đủ hết nha mọi người. Không thiếu gì hết á. Cái đồ ăn thì nó cũng đủ hết. Đây, bên này các loại gia vị này. Trứng này. Trứng ở đây thì người ta chủ nhật á thì người ta sẽ giảm rất là rẻ. Một tách nguy quả này mà chỉ tầm 30.000 thôi. Đó. Tầm 30.000 rẻ. Mà size L, M luôn nhé, size to luôn ạ. Đó. Chủ nhật thì cái siêu thị này nó sẽ có cái chương trình khuyến mại. Đó. Rồi mình chào cả nhà đi nào, chào mọi người đi. Chào mọi người. Em nói người một clip mới nhá. Yeah. Rồi bye bye. Bye bye.